mà trời mà chàng mà dắp phải đá mà quàng phải dây dừng chân chết lại nơi đây. Sổ số nha. Bây giờ ta kêu số mấy là lại mấy cái nha chưa. Nữ nghe nè. Sao mà nghe được, làm vậy sao nghe được. Nữ Hồ Giang nghe lệnh. Tôi hả, tôi nghe. Số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, con số 2, con số 2, số gì đây, con cờ gì đây, ra ra, ra ma, ga, u la la, con số 3, lại 3 cái, con số 3, số gì đây, hãy lên với nhau đêm này, hãy cất tiếng ca cho đời mê say, đôi mình chỉ là mây, hãy lên với nhau đêm này, 97, gì vậy? Mày vừa phải thôi, thành tâm con khỉ. Trời, hai cái ta thể là lại được, ba cái ta còn chấp nhận, bảy cái là tao đú rồi. Bây giờ mày biết tao lại 97 cái. Nè, sẵn mày kêu xe cứu thương đi ha, rồi mày hốt xác tao luôn đi. Thôi mở quá đi. Nè, mày coi nè, nãy giờ nè, bà có tính đâu. Sao kỳ vậy ta cái chứ. Cái kiểu này á, không phải mày trục vong, mà mày mời vong, mày rước vong về nhập vô người bả đó. Không phải, hồi xưa là em làm cho mấy bà hàng xóm, em thấy làm gì đó, làm nhanh hết lắm, sao nay kỳ nặng quá sao. Làm cho mấy bà hàng xóm hả? Mày làm. Không có làm, thấy người ta làm coi. Trời ơi, vậy sao nãy giờ mày nói là hồi xưa giờ mày làm nhiều rồi? Em giả đùa vậy thôi. Trời ơi, thôi chết rồi, nãy giờ không nói mà tao hèn chứ thấy nó im re. Thôi để tao, bây giờ cái kiểu này là đưa bệnh viện. Không được, đưa bệnh viện cô không kịp nữa. Cạo gió. Cạo gió. Trời ơi, chị nói cái em tỉnh ra liền chị ơi. Rồi để tao kiếm. Chị lấy đồ cạo gió cho bà đi. Trời ơi, mà ước em biết đâu nó hết nha chị ơi. Bây giờ thôi được rồi, mày lấy cái giá này mày cạo gió để em, gió mà ra là nó tỉnh. Nghề của em, để em cạo. Em cạo một cái chị tin không, da nó đầy cái muỗng là bà tỉnh liền. Rồi tao đè nó cho mày cạo. Em hốt một cái là bà tỉnh. Khỏi cạo kiểu này bệnh chưa hết mà tôi chết rồi. Ủa, nghĩ sao lấy cái giá cạo. Ồ trời ơi, vậy là mày tỉnh rồi, có sao không hả? Bây giờ mày mở mắt cho tao yên tâm coi có sao không, sao mà xảy ra nặng nề dữ vậy. Hồn về. Sao vậy hả, giỡn gì vậy? Ủa, trời ơi, thích ra còn ngập nữa hả? Mày cạo mày lấy cái giá. Không. Ủa, đây như đâu phải nhà tôi. Đúng rồi, quán của bà Tám. Ủa, nhớ tôi lúc tôi ngã là tôi ngã nhà tôi mà. Đúng rồi, mày ngã nhà mày. Sao giờ tôi có mặt ở bà Tám? Đúng rồi, đây là quán bà Tám. Thì đây là quán bà Tám. Ờ. Mà tại sao lúc mà ngã ở nhà mà bây giờ tỉnh dậy có mặt nhà bà Tám? Đúng rồi. Nè bà ơi, không có gì khó hiểu hết trơn á, biết làm sao không? Sao? Tôi với bà này là lấy hết sức bình sinh lôi mà qua đây đó. Ừ, là đúng tại rồi. Vì á, là thằng Dũng á, nó nói á, là bây giờ là có vong dựa nó. Thật ra nó muốn là trục vong giùm. Mà phải trục vong là cái chỗ thoáng. Ừ. Mà nhà mà bà thì chật quá. Ừ. Cho nên là tôi mới là cổng bà qua đây. Ừ. Mà bà Tám thì bà biểu tôi canh quán. Sẵn vừa canh quán vừa trục vong bà luôn. Ừ. Mà rồi sao vậy, mà sao nó phải bệnh như vậy. Rồi chồng bà đâu, mà để cho bà mà xỉu lên xỉu xuống ở nhà vậy. Ông Tài ông giận tôi. Xong rồi ông bỏ ông đi lên Đồng Nai. Ông coi một cái đống sắt dụng rồi. Rồi sao mà để bệnh dữ vậy nè. Thì đó, tôi với ông Tài gây lộn. Rồi xong cái tôi giận tôi bỏ vào phòng tôi ngủ. Ừ. Tôi ngủ xong cái nửa đêm tôi đói bụng quá, tôi mới đi ra tôi kiếm đồ ăn. Tôi mới quờ quạng tôi kêu ổng mà ổng thấy ổng bỏ ổng đi rồi. Rồi ráng lết ra đi kiếm đồ ăn, lết được tới đó hơi xỉu luôn. Trời đất ơi, mà sao mà ra nông nổi này. Cái kiểu này chắc tiếc tiền cái gì. Tiếc đô phải không? Sao biết không? Sao biết? Bà cái kiểu bà là không phải là ma nhập mà tiền nhập bà mới mê sản vậy đó. Đúng rồi, tiền mà sao không tiếc được phải không? Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tôi trẻ, là sức khỏe của tôi già. Mình đã già rồi đó là sức khỏe của mình. Khi nó mất rồi thì phải tiếc sức khỏe, phải tiếc tiền. Đừng nói tới tiền nữa là tôi khóc ngớt nước mắt bây giờ. Thiệt tình. Chắc xỉu nữa. Làm hết đó, làm hại mọi người à. Ủa vậy hả? Ờ. Thiệt á, mệt muốn chết luôn. Bởi vì bà cứ thương tiền, tiếc tiền hoài, không dám ăn, dám uống mà làm khổ chị em. Tôi phải nhảy hát như khùng như điên nãy giờ, bà thấy không? À, tôi chưa gì hết mà sao nó nhảy nó hát chi vậy? Nhảy hát là chuẩn bị đưa đi chôn. Nhưng mà bây giờ là người ta tưởng là bà bị ma nhập, bà mê sản, bà cứ nói đô la Hawaii. Nó mới tưởng là ma nhập, nó mới trục vong ra, hiểu chưa? Hiểu rồi. Trời ơi, tôi làm khổ mọi người quá. Chứ tội gì nữa? Buồn quá. Nè,
mọi người coi ai mình có bị thì về nhớ mua phèn chua tắm đi nha, chứ nãy giờ bay mùi quá chịu không nổi, ngồi đây không có dám bịt mũi ngại mất con người. Tội để trục ma đó. Cái gì hả? Ừ, nói chứ hồi thiệt nha. Thôi, để tôi về tôi mua phèn chua tôi tắm. Thôi giờ vậy đi, bây giờ xíu nữa mà. Thôi nói đây đổ cái gì đó bả đổ rồi kìa, bây giờ mình chạy ra đầu ngõ mà bả tô hủ tiếu đi, rồi để tao pha cho bả ly nước chanh không được. Đi lẹ 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 ông chanh luôn uống bị đau bao tử, ông pha chanh đường thôi. Rồi đỡ tôi chút. Mua hủ tiếu nhau, lấy hủ tiếu ít thịt nhiều nhau.